Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên, Nhí gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn có một sức khỏe thật tốt và bình an. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí chia sẻ cái món bánh mì sandwich kẹp với cá ngừ. Đây là một cái món ăn cái hương vị châu Âu. Để biết cách của Nhí chế biến như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Về phần nguyên liệu thì Nhí chuẩn bị 3 lát bánh mì sandwich, 2 củ khoai tây, khoảng 20g ớt xanh Đà Lạt, 20g ớt đỏ Đà Lạt, 1 ít hành tây, 1 ít salad, 1 ít chanh và 1 quả cà chua, 1 hũ cá ngừ ngâm dầu nè các bạn, và một ít tiêu, một ít tương cà, một ít sốt mayonnaise và một ít dầu ăn. Đầu tiên thì Nhí sẽ đi cắt cái khoai tây này ra. Khoai tây này thì Nhí cũng đã gọt vỏ sẵn rồi cho nó nhanh đó các bạn. Nhí sẽ cắt khoai tây này hình que. Thì cái món sandwich này là cái món ăn mang cái hương vị châu Âu nhiều hơn, và nó ăn kèm với lại khoai tây chiên đó các bạn. Bây giờ Nhí sẽ cắt khoai nhỏ nhỏ thành que như thế này, và tí xíu thì mình sẽ chiên cho nó giòn lên đó các bạn. Bước tiếp theo thì Nhí sẽ đi bằm nhuyễn 1/4 củ hành tây, và cái nguyên liệu là ớt xanh, ớt đỏ. Nhí sẽ thái nhuyễn như thế này nè các bạn, càng nhuyễn càng tốt nha. Cái món này thì các bạn cố gắng bằm cái hành tây ớt xanh cho nó nhuyễn. Thì thông thường cái món ăn này ở trong những cái nhà hàng Âu, nhà hàng nước ngoài thì có cái món này. Cái hương vị thì cũng rất là dễ ăn các bạn. Cái ớt xanh Đà Lạt và ớt đỏ Đà Lạt thì Nhí cũng thái nhuyễn luôn. Về cái phần công thức định lượng bao nhiêu thì Nhí vẫn để ở phần mô tả, anh chị em nào quan tâm vào phần mô tả xem giúp Nhí. Cái món bánh mì sandwich kẹp cá ngừ này thì nó cũng rất là nhanh, chế biến thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ Nhí bằm những cái nguyên liệu này xong, còn cà chua thì Nhí sẽ thái lát mỏng để hồi mình xếp lên cái bánh mì đó các bạn. Nhí sẽ thái mỏng luôn. Còn salad thì Nhí rửa sạch và để cho nó ráo nước. Chanh thì Nhí sử dụng một lát mỏng này thôi, rất là nhỏ. Bây giờ thì Nhí sẽ cho cái phần rau củ này vào một cái tô hành tây, ớt xanh với ớt đỏ Đà Lạt. Sau đó thì Nhí dùng tay bóp mạnh cái hành tây ớt xanh này nè, cho nó ra nước đó các bạn. Và Nhí sẽ vắt bỏ nước nha. Đây, Nhí đã vắt bỏ nước xong rồi các bạn. Bây giờ thì Nhí sẽ cho cái phần cái hộp cá này vào nè. Cái hộp cá khi các bạn khui thì các bạn chắc bỏ nước đi, mình lấy cá thôi. Bây giờ Nhí sẽ cho vào đây một miếng chanh nè, và cho vào đây một ít tiêu đó các bạn, để khử cái mùi của cá đó. Và Nhí cho tiếp tục 2 muỗng sốt mayonnaise. Sau đó thì Nhí sẽ dùng muỗng tán đều lên, tán mạnh tay và tán đều lên cho cái phần cá này nó bể ra, nó hòa quyện với những cái nguyên liệu còn lại đó các bạn. Đây các bạn thấy không, xong rồi. Thì bây giờ Nhí sẽ đi chiên khoai tây, đồng thời Nhí cũng đi nướng cái bánh mì sandwich đó các bạn. Khoai tây thì các bạn chiên lửa vừa phải. Đây, Nhí cho dầu vào chảo và chiên khoai tây. Thì bánh mì Nhí đã nướng vàng rồi. Trong thời gian chờ đợi khoai tây chiên nó chín thì Nhí sẽ đi làm cái sandwich. Nhí cho vào đây một lớp mỏng sốt mayonnaise, cho vào 3 lát luôn nha các bạn. Tiếp theo thì Nhí sẽ cho những cái nguyên liệu giống như là cà chua nè, với lại salad đó các bạn. Nhí xếp lên, tại cái sandwich này nó có hai lớp nên Nhí chỉ xếp lên hai miếng bánh mì thôi, còn miếng cuối cùng là mình để lên trên mặt sau cùng. Nhí cho vào đây một lát salad đó. Bây giờ thì Nhí sẽ cho cái phần nhân cá lúc nãy nó lên rồi các bạn. Đó, Nhí sẽ tán ra cho nó nằm đều đồng
dạng với cái miếng bánh mì á, cho nó đẹp để chúng ta cắt thì nó sẽ đẹp hơn. Và Nhí cũng sẽ cho bên kia hai lớp y nhau. Bây giờ Nhí sẽ xếp chồng cái miếng bánh mì này lên các bạn. Đó, và cái miếng cuối cùng thì Nhí sẽ đậy lên. Và Nhí sử dụng 4 cây tăm bằng nhựa để mình ghim vào mình cắt đó các bạn. Thì ngoài ra nó cũng có nhiều cái tăm tre hoặc là tăm màu, các bạn sử dụng cái tăm nào cũng được, miễn nó đẹp là được nha. Tiếp theo thì Nhí sẽ dùng một cây dao, Nhí tề cái lớp xung quanh của cái sandwich cho nó được đẹp với lại nó được vuông vức đó các bạn. Các bạn nào không thích ăn cái viền sandwich thì mình cắt, còn bạn nào thích ăn thì để lại. Bây giờ Nhí sẽ cắt nè, Nhí sẽ cắt nhẹ một con dao một cái và Nhí dùng 4 ngón tay để giữ cái bánh mì sandwich. Để khi cắt như thế này thì cái bánh mì sandwich của chúng ta nó sẽ, cái đường dao nó sẽ mướt và nó đẹp. Bây giờ Nhí sẽ dùng 4 ngón tay giữ cái bánh mì sandwich và Nhí khứa con dao nhẹ nhẹ. Các bạn cắt như thế này thì cái đường dao của các bạn nó sẽ đẹp, nó không bị xô le. Đây, bây giờ Nhí cắt xong thì Nhí sẽ xếp ra dĩa. Đây các bạn nhìn không, cái đường dao của cái lằn cắt sandwich đó, nó rất là đẹp, nó rất là phẳng. Đây, Nhí sẽ xếp ra 4 góc nha. Còn ở chính giữa thì tí xíu mình bỏ cái khoai tây chiên đó các bạn. Các bạn nhìn không, cái đường dao nó cũng rất là đẹp, rất là mướt nè, nó không có bị xô le. Bây giờ Nhí đi thấy khoai tây chiên nó chín thì Nhí cũng sẽ vớt ra nè các bạn, và Nhí sẽ cho lên cái bánh mì sandwich luôn nha. Đây các bạn nhìn không, khoai tây chiên rất là thơm luôn. Thì món này người lớn và trẻ em đều rất là thích, và cái hương vị đó thì cũng rất là dễ ăn. Đây các bạn, cái món ăn của Nhí đã xong rồi nè. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hãy để lại cho Nhí xin một like cũng như share những cái thông tin này cho bạn bè mình cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn, để Nhí tạo ra nhiều món ăn hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Thì cái món bánh mì sandwich kẹp cá ngừ này thì các bạn sử dụng hai cái loại sốt, đó là tương cà và tương ớt. Các bạn thích ăn cái loại sốt nào cũng được, nhưng cái sandwich này thì các bạn phải ăn với tương cà thì nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Nhí xin mời tất cả các bạn nha, cùng thưởng thức xem cái hương vị của cái món bánh mì kẹp cá ngừ này nó như thế nào nha các bạn. Nhí thấy rất là hấp dẫn luôn nè, rất là ngon luôn. Bây giờ Nhí chấm vào cái sốt tương cà. Mời tất cả các bạn nha. Cái hương vị nó thì cũng rất là mặn mặn và thơm thơm của cái bánh mì sandwich mình nướng các bạn. Cũng rất là dễ ăn và rất là lạ miệng các bạn. Nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món bánh mì sandwich kẹp cá ngừ này thật là ngon. Để gia đình chúng ta lâu lâu cái mình đổi cái hương vị, mình đổi cái bữa ăn thì nó sẽ ngon miệng hơn. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.